Xin chào các bạn, quay lại kênh Thanh 78. Nghe mình review một bộ sáo còng đẳng cấp, có 102 nha, miệng sáo nhôm, miệng nhôm, miệng nhôm này tự gò nha các bạn nha, miệng nhôm của nghệ nhân này 62 tuổi, chú Hạn nha, 62 tuổi, chú đam mê nhiều, chú tự làm, mày mò tự tay. Đẳng cấp là mãi mãi, còn các bạn bỏ tiền ra mua thì nó quá tầm thường. Đây, bỏ công gò, nhôm gò nha, miệng gò nha, có vắt ngăn đàng hoàng nha, nè, có vắt hẳn hoi nè các bạn thấy chưa, có vắt đàng hoàng ạ, nè, vắt nhôm, gò tay, đẳng cấp là mãi mãi nha. Còn các bạn bỏ tiền ra mà mua thì nó chuyện tầm thường. Còn khung này, điều khung tre này, tất cả là bằng tre, thân này thân gỗ sồi. Chú tự mài mò nhá, còn thân này thân ơi bằng kia hết nhá, chỉ có bát sắt thôi này. Để mình review con này 3m8 nha, vải này tự may nhá, vải này chú tự may nhá, đó chú tự may hết, đó chú tự may, đó chú tự may. Đó, bằng thân tre nha, chiều truyền thống của ông cha ta để lại nha. Đó mới là đẳng cấp mãi mãi. Còn các bạn đi mua, các bạn bỏ ra một vài củ các bạn mua thì các bạn bảo con diều của các bạn đẳng cấp là nó dạng tầm thường. Này, dây là cột này. Cột bằng dây này, dây ly lông khâu bao nha. Đó, cột rồi bắt đầu người ta nhỏ keo vô. Thân này là thân gỗ sồi. Đó, tất cả bằng tre này, thân tre. Nhiều truyền thống nha. Ống này là bằng ống nhựa, cái chai nhựa một lít á, một lít, rồi ống chú cắt ra, chú lấy băng keo chú sơn lại. Đây là hai chai xịt tinh ở trên bằng xịt tinh nào không? Hai chai xịt tinh. Đó, đây chú Hạn nha. Các bạn nào yêu mến chú, các bạn thấy chú thì cho chú một like, một chia sẻ. Chú năm nay 62 tuổi rồi, chú là cũng đẳng cấp, gọi là nghệ nhân chơi diều. Cọc và chú tự làm hết nha, tự làm mới là đẳng cấp nha các bạn nha. Còn các bạn mà bảo các bạn là nghệ nhân, các bạn vỗ ngực xưng tên là con diều của tao là đẳng cấp, nó thật cho các bạn á là dạng tầm thường, bỏ tiền ra mà mua thì nó quá tầm thường nha các bạn nhé. Còn các bạn là đi làm bỏ công sức mà các bạn làm như thế này, con diều này mới gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp là mãi mãi. Đây mới là gọi nghệ nhân chơi sáo. Nhưng mà nghệ nhân mà bỏ tiền mua sáo, giờ diều sáo nó bình thường quá. Đó. Đi mua nó quá bình thường. Cho gà hay là cho chim? Chim nào? Chim bé. Cho đến nè, đẹp con. Rào đảo đó. Rồi. Chuẩn bị không chui được, đâu phải đơn giản đâu ông. Rồi lên. Lên. Khung tre. Trời. Kêu đấy. Sáo kêu đấy. Kêu không? Đó, sáo kêu hẳn hoi đấy.
Nặng chịu thân che nha. Chập chờn lắm, con này không bay lên được. Sai cái điểm gì đấy. Review một cái con diều đẳng cấp có 102. Mình đang xin giới thiệu với các bạn là ngày xưa đó ta hay đón diều nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em ăn không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin ghép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa mưa rơi từng đêm, mưa triền miên trên đồn quân, lòng anh thương nhớ vô biên. Thương thương em nhiều lắm, nhưng tình ta vẫn chưa thành khi núi sông còn điêu linh. Ở phương nào vui sống kiếm trình nhân, nhưng không quên rèn mơ ước, ước ngày nào kem lây kem khói lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều. Biết em ngày đó hồ bé ngọc đây khói kẹo kéo kẹo chị hồ bé ngọc đây. Kèm hốt quế, kèm ly, kèm khói, kéo kéo, kèm dây, hò mía ngọt đi. Oh my God! Wow!